Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 11 ước đạt 52,5 ngàn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11 đạt gần 1.313 ngàn tỷ đồng, bằng gần 98% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt gần 1.076 ngàn tỷ, bằng gần 95% dự toán năm. Trong số trên, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 139 ngàn tỷ đồng, bằng gần 94%. Thu từ doanh nghiệp có số vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô 187,5 ngàn tỷ đồng, bằng hơn 94%. Thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước hơn 243 ngàn tỷ đồng, bằng hơn 102%. Thu thuế thu nhập cá nhân hơn 110 ngàn tỷ đồng, bằng hơn 102%. Thu tiền sử dụng đất gần 125 ngàn tỷ đồng, bằng 112%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 200.000 tỷ đồng, bằng gần 113% dự toán năm. Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 11 ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15 tháng 11 đạt hơn 1.212 ngàn tỷ đồng, bằng gần 72% dự toán năm.